cho quản trị chủ tịch tập đoàn nguyên liệu Á Châu AIG. Tuy nhiên của chúng ta đó, thì mới có ngày hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị, tất cả các bạn đồng nghiệp đã và đang là đồng nghiệp của tôi và gia đình, và bên cạnh đó là xin chúc các anh chị có một buổi lễ thật tốt đẹp. Xin cảm ơn các anh chị. Bạn khỏe mạnh, hạnh phúc, giàu có, thịnh vượng.